đã sống lại, dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh vì Chúa Trời đất thiên thần, cho đời này Ngài đã phục sinh. Chúa ra khỏi mộ, thiên sứ loan tin rằng là Chúa đã sống lại cùng đưa. Sống lại nghĩa là đi từ sự chết qua sự sống, từ bóng tối tăm vào trong ánh sáng. Chúa Kitô đã sống lại. Người là ánh sáng soi chiếu trong đêm tối của cuộc đời. Giờ đây Cha chủ sự làm phép lửa, lửa tượng trưng Chúa Kitô, ánh sáng thế gian. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến rải ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nến phục sinh tượng trưng Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân. Cha chủ sự sẽ ghi dấu hiệu của Chúa Kitô trên nến phục sinh và tuyên xưng những đặc tính của Người. Đức Kitô vẫn là một. Hôm qua cũng như hôm nay, nghĩa là khởi nguyên và cùng đích. Người làm chủ thời gian, và muôn thế hệ vạn vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế, amen. Cha chủ sự làm phép gặp và gắn năm hạt hương tượng trưng năm dấu thánh của Chúa. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta, amen. Amen. Cha chủ sự lấy lửa mới thắp nến phục sinh. Chúng ta hãy bước đi dưới ánh sáng công chính của Đức Kitô phục sinh. Ánh sáng sẽ dẫn đưa chúng ta về đất hứa là chính Chúa Kitô. Giờ đây Cha chủ tế sẽ nâng cao nến phục sinh và công bố.
Ánh sáng Chúa Kitô. Ngài là ánh sáng đã đến trong thế gian để soi chiếu mọi người. Hãy cầm đuốc sáng trong tay, tỉnh thức chờ đợi Chủ về. Ta đến mang lửa đến thế gian, để lửa bao trùm thanh tẩy vạn vật. Ánh sáng Chúa Kitô. Hãy sống lại làm con cái của ánh sáng. Đây là đêm Đức Kitô bẻ gãy xiềng xích sự chết, trỗi dậy vinh quang. Ôi đêm hạnh phúc đích thực, đêm con người gặp gỡ Thiên Chúa. Ánh sáng Chúa Kitô. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những nhiệm màu thánh này. Tiếng loa kêu đồ hay vang rền không gian. Mừng reo chiến công hoài hùng vua khai hoàn. Và vui lên, toàn trái đất vui lên, dưới ánh huy hoàng chiếu soi. Và dưới ánh sáng Chúa muôn đời chói ngời, tất cả vũ trụ đều hân hoan. Được ơn thoáng ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ hồi thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang. Khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em dân thân yêu, đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người. Khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây nên huy hoàng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Thần chính đáng, việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, con một người Chúa chúng ta. Ngài thế chúng ta cha nở Adam với Chúa Cha muôn thuở và đồ mau quy ra để tẩy sạch an tổ sông xưa. Chính đây là lễ vườn qua mà chiến chiều sát tê nơi cửa nhà Chúa đã đường ghi dấu máu chiên. Này là đêm mà cha ông chúng ta là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa. Chúa đã cho tiên qua biển đỏ vẫn khổ chân.
chính đây là đêm nhờ ánh sáng cồn lửa thiêng xua tan bóng đen tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian được cứu thoát hết các vết nhơ và tôi tâm tội khiên được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Này là đêm xiềng xinh bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phung cứu thế nếu không được trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi? Ôi hiền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng ta. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cần thiết thay tội Adam, tôi đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tội hồng phung vì cho chúng ta đứng cứu chuộc rất cao sang. Ôi đêm thần hạnh phung chỉ người biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh quang. Đây là đêm mà sách thánh đã ghi là đêm đừng rỡ sáng như bình, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm bên sướng vui. Vì thế sự thanh thiên của đêm nay xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền sương vui hân hoan, phá tan hận thù oán ghét và sớm đem hòa thuận đồng tâm khuôn phục quyền binh thế gian. Kinh lạy Cha chi thanh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương lễ chiều hôm là lễ nghi dâng cây nên làm bởi sáp ông tinh tuyền đây do tay thừa tăng viên giao hội cùng tiên dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sáng lên để Chúa đường ngợi chúng tôn vinh. Dù phân chia ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tinh chất sáp ông mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng ta. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao luôn được Chúa đoái thương, xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngồi sao mai sẽ gặp gỡ anh lừa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi, chính là con Chúa Đức Kitô. Ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thống trị hằng sông,
đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Giờ đây cha chủ tế có lời nhắn nhủ với cộng đoàn trước khi chúng ta nghe phụng vụ lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ chiều nay xin quý cộng đoàn cùng hiệp ý dâng để tạ ơn Chúa, xin ơn bình an như ý, xin ơn chữa lành, cầu cho tiên nhân, ông bà tổ tiên, cho các linh hồn Gioan Bautista, Anna, Giuse, Maria, Anton, Paulo, Pedro, Teresa, Anna, Maria, Đam Minh, Vinh Sơn, Catarina, các linh hồn. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngắm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao. Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Xin mời cộng đoàn ngồi và tắt nến. Lời Chúa trong sách Sáng Thế: Chúa tạo thành cũ trời và đất, muôn vật là dấu ấn Thiên Chúa hiện diện, nhưng tạo vật mới sau phục sinh mới là dấu ấn Thiên Chúa cứu độ. Bài trích sách Sáng Thế: Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: Phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loài, trong có hạt giống. Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loài, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán: Phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán: Nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc,
và loài chim phải bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loài, và mọi giống chim bay tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán: đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loài, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loài. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loài, gia súc tùy theo loài, và loài bò sát dưới đất cũng tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Hơi thở của Chúa tạo nên hàng bao tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem sóng biển nhốt vào kho. Tay Chúa an bài xanh núi sông ngàn nơi. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật là diệu kỳ phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng ta, trong thời sau hết còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy
con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môi-se: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ chạy. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pharaô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sát lại gần nhau được. Ông Môi-se giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn lại biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau: ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môi-se: hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môi-se giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaô đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môi-se, tôi trung của người. Bấy giờ ông Môi-se cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thanh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta, vì máu chúng đã đổ trên các đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi xứ của người. Nhưng ta ái ngại cho danh thánh ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel: Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa các dư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ dẩy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một trái tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một trái tim bằng thịt. Chính thần khí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong xanh và cánh tân tinh thần cương nghị trong người tôi. Xin đừng loại tôi khỏi thiên nhãn Chúa, chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi. Xin tạo cho tôi quả tim trong
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn tại muôn đời, xin đoái nhìn toàn thể hội thánh và dùng hội thánh như bí tích kỳ diệu để hoàn tất công trình cứu độ muôn dân. Ước chi cả thế giới nghiệm thấy và nhìn nhận rằng vạn vật suy vong đã được trỗi dậy, muôn loài già cỗi được đổi mới và hết thảy được phục hồi nguyên vẹn như xưa. Nhờ chính Đức Kitô là căn nguyên tất cả, người hằng sống và hiển trì muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa đã dùng ánh sáng vinh quang của Đức Kitô sống lại làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai mãi mãi là đấng phục sinh vinh hiển và là đấng cứu độ chúng ta. Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta
biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Hallelujah. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, Thiên Thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo Người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy Người, lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Thiên Thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với các môn đệ Người thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết và Người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lạy Người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Phần thứ ba, phục vụ phép rửa thánh hóa nước. Giờ đây cha chủ sự sẽ thánh hóa nước thanh tẩy. Thanh tẩy là một cuộc vượt qua từ sự chết đến sự sống, là chết đi cho con người cũ và tái sinh nên con người mới. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh thần người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và làm cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để cùng người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây, thời gian thanh luyện của mùa chay thánh đã hết. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng vụ phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Chưa từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Chưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Chưa từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Chưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính hội giáo hội thánh thiền và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thưa tin. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và thánh thần. Nguyện xin người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Giờ đây cha chủ tế quý cha sẽ rảy nước thánh trên mỗi người chúng ta để nhắc lại ơn gọi Kitô hiếu là tái sinh trong Đức Kitô phục sinh.
tôi đã thấy nước từ bên phải đến giờ chảy ra. Alleluia. Ta được thấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Alleluia. Alleluia. Hãy ca tụng xuống vì người nhân lành thì đường từ bi của người hôm nay muôn đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Tôi đã thấy nước từ bên phải đến cờ chảy ra. Alleluia. Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Alleluia. Alleluia. Anh chị em thân mến, đêm nay đêm cực thánh tràn ngập ánh sáng phục sinh, chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì chính Chúa đã dẫn đưa chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng phục sinh. Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Magdalena và bà Maria khác đến thăm mộ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết dành những giờ phút đầu tiên trong từng ngày sống của mình để dâng lên Chúa hiến lễ tạ ơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, người không có ở đây. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người muốn tìm kiếm Chúa biết dẹp bỏ những thành kiến riêng tư và những ý nghĩ chủ quan để họ có thể gặp Chúa nơi chính cõi lòng mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các bà đến mà coi nơi đã đặt Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi người trong giáo xứ chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng phục sinh qua đời sống chứng tá của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đã sống lại thật, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người thấy được rằng khát vọng vô biên của nhân loại là được sống mãi chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô phục sinh mà thôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, suốt mùa chay và tuần thánh vừa qua, chúng con đã cảm nghiệm lòng Chúa yêu thương chúng con khi suy niệm về cuộc khổ nạn và tử nạn của con Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng ơn gọi Kitô hữu, để chúng con cũng sẽ được đồng hưởng sự phục sinh vinh phúc với Người. Người ăn sống và hiển trì muôn đời. Amen.
Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn thôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu khẩn Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô chúng con, Đức giám mục phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam lộ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cúng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết làm tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh anh chị phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.